Vâng, xin chào tất cả cô chú chị và các bạn. Trong cái thời gian vừa qua thì hết câu chuyện đến vị sư này lại đến vị sư khác. Sau những cái phát ngôn của Thích Trường Quang thì bây giờ lại đến những cái phát ngôn của vị sư Chùa Ba Vàng. Ngay giờ đây thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau những cái câu chuyện nó như thế nào. Như trước hết vào video thì chúc cô chú chị và các bạn luôn sức khỏe bình an. Sau những câu chuyện liên quan và nó là những cái dư âm liên quan đến câu chuyện Sư Thích Minh Tuệ thì nó lại còn có những câu chuyện mà chúng ta thấy là những cái phát ngôn của những người mang danh là tu sĩ, và đặc biệt là những người có chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mới đây nhất thôi, báo Kim Cương đã lên một cái bài là chủ trì chùa Ba Vàng không dự khóa tu, không sám hối thì sẽ phải lấy nhiều đời chồng do quả báo. Một ông Thích Trần Quang nói về người dùng cà phê, người trồng cà phê, người uống cà phê lan man, rồi thì lại nói về những người đi hát karaoke, nói về người nằm ngửa nằm quay chân về phía tượng Phật. Những cái phát ngôn đó và những cái hành động, những cái lời nói đó đã đủ chứng minh những cái điều gì rồi thì đến bây giờ người ta lại moi thêm và còn tràn lan đại hải ra nữa. Nhà còn tràn lan đại hải ra nữa là một câu nói của trụ trì chùa Ba Vàng, một câu chuyện hoang đường từ 14 kiếp trước được thuyết giảng tại chùa Ba Vàng nhằm giáo dục các em học sinh trong khóa tu mùa hè tại chùa này. Thì cô chú chị và bạn chúng ta cùng đọc, cùng chia sẻ nhé. Gần đây mạng xã hội lan truyền một clip với nội dung ghi lại khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh. Người xuất hiện trong clip chính là bà Phạm Thị Yến và một em học sinh tên KL, bên cạnh là thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Ngồi bên dưới nghe thuyết giảng là hàng nghìn trẻ em tham gia khóa tu. Không biết là họ làm cái gì mà họ nói những câu chuyện gì mà tổng vị sư và là những người thuyết giảng nói để cho các con các cháu nghe. Không biết là nói cái gì đây à. Đáng chú ý trong clip, học sinh KL nức nở khóc, còn bà Yến đứng bên cạnh và kể lại một câu chuyện được cho là đã diễn từ 14 kiếp trước của học sinh này. Đây là có phải là mê tín không? Lời kể của bà Yến cho biết trong 14 kiếp trước, bạn KL là người có nhà cạnh chùa nên muốn lấn chiếm phần đất của chùa. Còn oan gia trái chủ của KL là một vong linh, một cô gái rất đẹp trong làng. Trong kiếp đó KL đã rủ mua chuộc vong linh đó, tối tối đến trước cổng chùa trang điểm và hát hò làm cho ba người sư trong chùa vì tuổi con trẻ bị động tâm. Bà Yến kể thêm, khi các sư bị động tâm và lấy tiền chùa cho vong linh tiêu, chính vì thế vong linh đó nhiều kiếp bị làm gái lầu xanh. Ôi giời ơi, tôi đến lạy luôn đó. Còn KL chỉ có ý định chiếm đất của chùa nhưng đã biết sám hối ở kiếp đó và không tiêu tiền của chùa nên được làm người. Bà Yến nói, đúng là tôi đến lạy luôn. Tôi đến lạy luôn vì cái cách này đó. Người này giải thích, do kiếp trước KL khởi ý rủ vong linh khiến nó làm việc ác nên kiếp này vong linh oán và thành oan gia trái chủ của KL. Có thể câu chuyện này của chú chị và bạn đã nghe rồi nhưng mà không hiểu là ông Thích Trúc Thái Minh ông ngồi đó để làm gì ạ? Từ trường hợp của KL, bà Yến nói với các học sinh đang theo học khóa tu là ai có ý định rủ người khác làm việc ác thì người đó có tội rất nặng và người làm theo tội cũng nặng. Đáng chú ý, người này cho rằng do nhân duyên sám hối mà KL được sinh ra trong gia đình có bố mẹ cho đi chùa tu tập, đồng thời ở chùa có các quy định khiến cho các em tu một tuần sẽ tiêu được rất nhiều nghiệp. Như thế KL sẽ tiêu được nghiệp trong đời này như những vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình, nếu không có thể bị hãm hiếp hoặc bị lấy rất nhiều chồng mà toàn là những người phụ bạc không tốt với mình. Bà Yến nói. Vậy tôi hỏi bà Yến này, các ông các bà ngồi ở đó thuyết giảng mở mồm ra nói những cái câu đó, các ông các bà nghĩ là các cháu nó còn đang là học sinh, mà cái gì để cho các ông các bà chứng minh cơ sở khoa học nào vậy? À, vậy cái ông trụ trì đó ngồi ở đó để làm gì vậy? À,
Người này còn nói do KL không tuân thủ vi phạm nội quy hóa học, đánh phấn son, cho nên quan gia trái chủ này mới về báo oán. Dù nói KL bị báo oán, song bà Yến lại cho rằng báo oán lại rất hạnh phúc vì nó báo oán ở ngay chùa nên hôm nay sẽ được giải. Và tất cả những cái lời của bà này cũng được trích xuất ngày đây. Vong linh hôm nay muốn thầy Thích Trúc Thái Minh quy cho nó cả tín chủ và vong linh phải sám hối thầy, sám hối trước đại chúng thì nghiệp mới tiêu được, và KL sau đó phải làm công quả 7 ngày ở chùa. Nhưng quá sau mà KL về đây làm tình nguyện viên, luôn đi nhắc nhở các em không được trang điểm để lấy đó làm công đức để hồi hướng. Bà Yến nói đồng thời giải thích thêm, nếu như trong một tuần này các em tuân thủ quy định thì nghiệp của các em tiêu đi một phần, các em càng đến nhiều thì càng tiêu được nhiều phần ác duyên, ác nghiệp. Mà cái nào nó chứng minh là các cháu học sinh bây giờ là nó trang điểm là nó sẽ xảy ra những cái đó là cái nghiệp này. Không khác gì là các ông các bà ngồi nói về cái Phật tử đi cúng dường nải chuối. Tôi đến lạy luôn với cái lời nói của các anh các chị ông các bà đó. Cuối video, Thích Trúc Thái Minh yêu cầu bà Yến dẫn KL ra sám hối thầy. Tiếp đó bà Yến đưa KL xuống và yêu cầu cả đại chúng, tất cả các em nhỏ cùng quỳ để sám hối nghiệp này nếu có. Và cái phần ảnh ấy, thì chủ trì chùa Ba Vàng nói bạn KL không giữ khóa tu, không sám hối thì sẽ phải lấy nhiều đời chồng và lấy những người cũng phu do quả báo. Ôi tôi đến lạy luôn đấy, ông là chủ trì đó hả? Và các cháu nó đang cái tuổi ngây thơ vỡ lòng, các chị các ông các bà nói cái gì đâu, là những người lớn, là những người tu hành, nếu giảng thì nó rõ ràng, sao có thể để những cái này nó vào đầu óc trẻ thơ vậy cô chú chị các bạn. Tôi đến lạy luôn. Tiếp theo diễn biến của câu chuyện trên, phóng viên báo Công Thương đã tìm được video thứ hai ghi lại hình ảnh bạn KL quỳ sám hối. Chủ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh nói với nữ sinh này, trong 14 kiếp trước con cùng vong linh khởi những tâm bất thiện với Phật pháp Tăng Như, muốn cướp đất chùa, chọc vẹo chư tăng, làm cho ba vị chư tăng hoàn tục nên vong linh bị mắc quả báo nhiều kiếp đau khổ làm gái đầu xanh. Con KL nếu hôm nay không về chùa tu tại khóa tu này, không sám hối thì sẽ gặp quả báo vất vả vô cùng trong đường tình duyên, phải lấy nhiều đời chồng và gặp những người chồng cũng phu. Tôi không hiểu là các quý khán giả của các anh các chị Phật tử, các anh các chị nghe những lời này từ Thích Trúc Thái Minh thì các anh các chị nghĩ thế nào? Thì tôi đi, tôi thua toàn tập. Trong Nam thì có một vài như là Thích Nhuận Đức, Thích Trân Quang, thì bây giờ đến những cái vị sư Thích Trúc Thái Minh này, mà cái lồm xồm ở cái chùa Ba Vàng đấy bây giờ nó còn chưa hết âm ỉ, thì các anh các chị nghĩ sao? Kiểu người ta đem người ta nhìn vào ông sư Minh Tuệ để người ta đánh giá, người ta vị, mặc dù là tôi nói tôi là hạnh tu khác nhau, chức trách nhiệm vụ là khác nhau đấy, có thể nói đây là một câu chuyện hoang đường nhảm nhí không thể có thật. Tuy nhiên qua lời kể của bà Yến thêm vào đó là sự đồng tình của Thích Trúc Thái Minh, một vị tu sĩ thường xuyên giải Phật pháp cho hàng nghìn Phật tử, đã khiến nhiều em nhỏ vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng vào câu chuyện này. Thì chúng nó còn nhỏ, nó biết cái gì đâu, mấy ông mấy bà diễn trò, làm trò hề nha, và đang giống như là làm cho cái suy nghĩ của cái tư tưởng của các cháu học sinh bị lay động. Hiện chưa xác định được nguồn gốc cũng như thời điểm của các video trên được ghi lại. Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc khi ngôi chùa này thuyết giảng và kể cho các em thiếu niên câu chuyện hư cấu hoang đường như vậy. Tài khoản AV bày tỏ phẫn nộ, một lũ khốn nạn tìm những mê tín dị đoan với con trẻ để moi tiền phụ huynh. Tương tự tài khoản TN nói, bố mẹ ngu ngục mới đưa con mình đi giúp để chúng bị đầu độc, rồi sọ nhảm nhí như thế này,
tài khoản khác để bình luận, gửi các con vào môi trường như thế này để học cách lươn lẹo xã hội, rồi hôm thêm lừa làm sao thế sau rồi hỏng hết. Còn tài khoản TNC cho anh có vong nhập hay không thì không biết, nhưng nên tách riêng mảnh chùa Phật và cúng vong, vì đạo Phật không có chuyện nhập vong, nhập quỷ, nhập thần, thì mọi người biết rồi đó. Cái đám mà nói nhập vong, nhập biết, cái đám nào đó, không phải cái đám này thì cái đám nào? Theo ghi nhận của phóng viên báo Công Thương, trước đó ngày 12 tháng 6 2024, tức ngày 7 tháng 5 Giáp Thìn, chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2024 với sự tham gia của hàng chục nghìn các trẻ em, thanh thiếu niên tham dự. Liên quan đến các khóa tu mùa hè đang nở rộ trong thời gian gần đây, trên trang Facebook cá nhân nhà báo Nguyễn Quyết, tổng thư ký tòa soạn tạp chí điện tử Gia Đình Mới, nêu quan điểm các phụ huynh cứ nghĩ gửi con lên chùa là yên tâm, môi trường thanh tịnh. Tuy nhiên, những ngôi chùa này trước hết được thiết kế dành cho nhà sư, những người chỉ có nhu cầu tối thiểu để phục vụ cho hàng ngàn trẻ em sống sinh hoạt học tập trong đó, thì đòi hỏi cả một bộ máy được tổ chức bài bản chuyên nghiệp. Mà như thế nó không còn là ngôi chùa nữa rồi, nhà báo Nguyễn Quyết nói. Kinh doanh tâm linh, kinh doanh tâm linh đó mà, một kinh doanh tâm linh nó phải hợp lý hợp tình cho mọi người. Tổng thư ký tòa soạn tạp chí điện tử Gia Đình Mới nghĩ có thể nhiều người thường nghe postcard của thầy Thích Nhất Hạnh nói chuyện với trẻ em nên thấy thật ý nghĩa, và cho rằng trẻ em được gieo nhiều hạt mầm thiện, hạt giống yêu thương. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng thấu hiểu và truyền đạt được những điều đó, nếu không khéo lại dẫn dắt trẻ vào con đường mê tín, u mê. Mình từng xem cuốn sách về nội dung luật nhân quả do con trai cầm về sau khi tham quan ngôi chùa do nhà trường tổ chức, mà cảm thấy sửng sốt sao lại có thể viết minh họa những thứ vô cùng lệch lạc, thiếu hiểu biết và đi ngược lại với tinh thần Phật giáo như vậy được. Thế mà rất nhiều người đi chùa đã cầm về đọc cho con cháu nghe, coi như công cụ giáo dục. Nhà báo Nguyễn Quyết kể lại, theo ông, không giống trong phim, không giống hình ảnh rất xin mà người ta thường post lên Facebook, chùa Ngộ mang những sứ mệnh khác nhau và có lẽ chưa hợp với việc trở thành một nơi làm dịch vụ kiểu như khóa tu mùa hè. Nhà báo Nguyễn Quyết phân tích, tu nghĩa là sửa, người đi tu nghĩa là đi sửa mình. Nếu muốn con trẻ có chỗ vui, chơi hè, học những ý nghĩa hoặc kỹ năng cần thiết với cuộc sống thì có rất nhiều lựa chọn khác nhau phù hợp hơn. Đừng bắt trẻ theo những khóa tu chỉ vì bố mẹ nghĩ là nó giúp con sửa mình. Thứ duy nhất cần sửa đôi khi là chính là bố mẹ. Nhà báo Nguyễn Quyết bày tỏ cái trách nhiệm của cái người ví dụ như là ông Thích Trúc Tránh Minh, Thái Minh ấy. Không biết là mọi người nghĩ sao, và tôi đã thấy những cái lồm xồm nó có từ bữa đến giờ rồi, thì mọi người tự nhìn và tự thấy cúng vong, và trước kia là còn các sư ấy, lên còn nói hay nhau, thì tôi không hiểu là các sư đang làm cái gì, cái trò mà các sư đang làm là cái gì cho xã hội người ta nhìn đây. Đó. Mọi người là sự đánh giá xin nhường cho cô chú chị và các bạn nha. Và đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo khô bên em. Đông trùng hạ thảo khô rất tốt cho sức khỏe của chú anh chị và bạn, đặc biệt là của chú anh chị và bạn yếu sinh lý, tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, đau lưng, nhức mỏi. Đặc biệt là đông trùng hạ thảo uống với một liều lượng nhất định rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh, đặc biệt là những người đã muộn. Và còn một điều nữa, đó là đông trùng hạ thảo uống với mật ong, ngâm với mật ong thì rất tốt cho cô chú anh chị và bạn, còn có thể hỗ trợ ngăn được những bệnh tiềm tàng, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, ung thư. Hy vọng là cô chú chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ sản phẩm, và em còn có những sản phẩm mật ong ngâm đông trùng hạ thảo nữa, có đủ loại cho cô chú chị và các bạn. Hy vọng mọi người sẽ liên lạc với số đã ghi trên màn hình để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn.